Hello, chào tất cả anh em quay trở lại ở channel của mình em nhé. Hôm nay thì mình sẽ lại vào chơi ở bàn sạch MD5 anh em ơi. Và mình sẽ chơi theo công thức xí ngầu 103 anh em nhé. Bây giờ là cứ phải làm thủ tục check cầu trước đã đúng không? Mới vào thì anh em phải check để xem là cầu đang đi như nào ấy. Thì mình sẽ tìm ra cái xu hướng và mình đánh theo. 2, 4, 6, 8, 10. Để check thử con này đi. 2, 1, 3. A ra xỉu là một tay cầu thuận này. Ba cộng một bằng bốn ra xỉu là một tay nghịch này. Sáu cộng hai bằng tám ra tài là thuận này. Bốn cộng bốn bằng tám ra xỉu là nghịch này. Cầu một một à. Tám cộng à quên. Bốn bốn bằng tám là một cộng một bằng hai ra xỉu là nghịch tiếp này. Hai cộng một bằng ba ra tài nghịch này. 6 cộng 3 bằng 9 ra tài nghịch tiếp này. 4 cộng 3 bằng 7 ra tài nghịch tiếp này. Ủa, bệt một dây nghịch này anh em này. 4 cộng 2 bằng 6 ra xỉu cũng nghịch này. 3 cộng 2 bằng 5 ra tài nghịch này. Dã man chưa? 5 cộng 3 bằng 8 ra xỉu cũng nghịch này. 2 cộng 3 bằng 5, 5 con này ra tài anh em ơi. Ý, mẹ vào luôn 5 củ câu đẹp thật. Câu bệt được là 2, 4, 6, 8 tay cầu nghịch rồi nha. 8 tay cầu nghịch, cậu đẹp quá. Câu này vào sớm thì ăn thông tay luôn nha. Mẹ à, mày vẫn mót được tay anh em ơi. Nét là 9 tay này. Đấy, như vậy là cái cầu trong thì mình nói rồi. Nó nhiều khi nó chạy rất dài luôn mà chúng ta không check thì không nhìn ra được đúng không? Đấy, bèm luôn theo cái xu hướng này anh em. À, con này 6 cộng 6, à con 5 cộng 5 bằng 10. 10 nghịch thì lại đánh xỉu. 10 nghịch đánh xỉu này. Nhưng mà đến đây thì nó mình nghĩ là nó cũng sắp gãy rồi nên là đánh nhẹ thôi nha. Kiếm vài M là ngon rồi. Nó vào sớm một tí thì có thể mình vẫn đẩy căng căng đấy. Nhưng mà nó cũng chín tay rồi. Nó cũng có thể là có nhiều khi nó chạy lên mười mấy tay. Mình đã kỷ lục ăn được 18 tay thông. Nhưng mà cái tỷ lệ đấy nó ít anh em ạ. Tỷ lệ đấy nó ít thôi. Vẫn ăn này nghe. Mẹ ảo nhỉ, 10 tay này. 10 tay cầu nghịch thông này nghe này. 10 tay nghịch thông này, tiếp tục để xem con gì đây. 3 cộng 1 bằng 4 nha, 4 nghịch thì con này vẫn xỉu này nghe. Rồi, đấy 1M3 con này thôi. 1M3 50 thôi nhỉ. Coi như là làm 5 củ cứng rồi đấy anh em. Cứng 5 củ này. Đó, ông này đánh sang bên tài thì chết rồi ông ơi. Và quả này chẳng ớt nhịt mẹ mày đánh cân hai bên à? Ngáo à? Chắc nhiều quá sợ gãy nên là tôi cân lại bên này ít thì gỡ lại tí nghe chưa? Mình nghĩ là mình sẽ bù xỉu con này nghe. Thế là mình sẽ là được ba tay thông đúng không? Cầu vẫn đang chạy rất là đẹp luôn. Đấy, để chơi anh em. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tay rồi nha. 11 tay rồi nhá. Quá ngon luôn đúng không? Vào, nói chung là vào muộn nhưng mà vẫn được. 2 cộng 2 bằng 4. 4 nghịch vẫn xỉu anh em ơi. Đánh 1M6 thôi nha. Thế thôi, cứ đi nhẹ nhàng này. Đánh tay nào chắc tay đấy thôi. Mình đánh 3 tay thì ăn thông 3 luôn đây. Tay thứ 4 khả năng cao vẫn ăn tay này anh em ạ. Khả năng cao vẫn bú tiếp tay này. Quá nét luôn anh em. Mẹ mày vừa đủ điểm đủ là 4 tay thông anh em ơi. Rồi ôi, quả cầu xây nhà này mà đéo đánh to được vào. Nó cuối cầu rồi. Nếu dám đánh cứ 1M một tay thôi nhỉ. Ăn ít. 4 cộng 1 bằng 5 này. 5 nghịch thì con này lên này anh em. 1M180. Cầu ngon quá nhỉ. 4 tay thông này. Khả năng lại 5 tay thông này anh em này. Khả năng cao lại 5 tay thông này. Đấy nó cũng được từng hôm đấy anh em ạ. Có những hôm đánh thì nó chật vật. Nhưng có những hôm đánh thì cứ thông tay luôn đúng không?
thu tiếp. Gãy rồi. Như vậy là 5 tay thì ăn được 4 tay. Bây giờ tẹt ra thuận này. Bây giờ khả năng chốt thôi anh em nhỉ. 55 thì lên được 63, 55 năm. 55 năm lên 63 thì là lên 60 là 4M63, 7M. Đấy, hơn 7M, 7M4 anh em ơi. 7M4. Thôi khả năng chốt anh em ạ. Hay làm tay nữa nhỉ. Tay này thì đánh gọi là ngẫu hứng vào đây, làm quả 5 lốp xem như nào. Cái tay trước là mình đánh ngẫu hứng một tay 5 lít này xem mà bú được không. 1 cộng 1 bằng 2 này. Đánh tay hồi cầu này, gãy này. Gãy này, như vậy là nó sang cầu thuận, là đứng thuận này anh em này. Thôi nghỉ thôi nhỉ. 6 tay thì là ăn được 2, 4, 6, 6 thì ăn 4 mà gãy 2. Chốt nghỉ thôi. Ok, chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Bye bye.